bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hồng Đào được mai mối cho người đàn ông 62 tuổi, đau lòng khi con gái không ở chung. Nữ nghệ sĩ cũng cho hay cô vẫn được mẹ ruột chăm sóc dù bản thân đã gần 60 tuổi. Hồng Đào là nghệ sĩ quen thuộc với khán giả trên các show truyền hình hay tại sân khấu trong nước và hải ngoại. Kể từ sau khi ly hôn Quang Minh và sang Mỹ, nữ nghệ sĩ ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn đều đặn chia sẻ trên mạng xã hội. Gần đây Hồng Đào làm vlog và có nhiều tiết lộ về cuộc sống hiện tại của mình. Sau lần thổ lộ về biến cố sức khỏe, trong vlog mới đây, bên những người bạn, nữ nghệ sĩ đã có những tâm sự về con cái và cho biết bản thân cô vẫn được mai mối ở tuổi 60. Đau lòng khi con không ở chung nhưng dần quen. Hồng Đào cho biết cô sống cùng mẹ ruột tại Mỹ. Dù gần 60 tuổi nhưng cô vẫn được mẹ chăm lo. Khoảng 1-2 năm nay thì mẹ tôi hơi yếu, chứ ngày xưa bà khỏe lắm. Năm nay đã gần 60 tuổi, mẹ tôi cũng đã hơn 80. Nhưng mỗi lần đi quay hơi trễ là mẹ bắt đầu gọi điện thoại. Mày đi đâu mà sao giờ chưa về? Làm như tôi là gái 16 tuổi vậy đó, nữ nghệ sĩ dí dỏm cho biết. Khi bộc bạch về con cái, vợ cũ Quang Minh khá hụt hẫng khi các con trưởng thành và dần xa mình. Bây giờ tôi dụ con tôi về ở nhà để không tốn tiền ăn, tiền ở. Nhưng con bảo, không, vì con còn có cuộc đời riêng. Đau lòng nhưng rồi mình sẽ quen và thấy con mình trưởng thành thì mình lại suy nghĩ khác. Cũng phải 3-4 năm nay, tôi mới quen với chuyện con đi khỏi nhà. Năm nay con gái tôi học năm nhất đại học, nhưng học online nên vẫn ở nhà với mẹ. Con đã thông báo là tháng 9 tạm biệt mẹ để đi học xa. Hồng Đào có hai cô con gái là Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu, đều ở tuổi trưởng thành và vô cùng xinh đẹp tài giỏi. Con gái đầu lòng Vicky Phương Vân của cô, sinh năm 1996, đã tốt nghiệp cử nhân Đại học Santa Barbara vào đầu năm 2019, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Vicky sớm hình thành lối sống độc thân. Ngay từ khi đi học, cô nàng đã dọn ra ở riêng. Hồng Đào từng tiết lộ, Quang Minh từng khóc hết nước mắt khi Vicky đi học xa nhà. Còn cô con gái thứ hai, Sophia Minh Châu, sinh năm 2002. Ở nhà nữ diễn viên gọi con với tên thân mật là Tí Tẹo. Cô nàng sở hữu vóc dáng cao ráo và khuôn mặt xinh xắn. Hiện Tí Tẹo vẫn đang ở cùng mẹ. Tuy nhiên đến tháng 9 2021, cô bé sẽ đi học xa nhà. Được mai mối ở tuổi U60 và cái kết. Hồng Đào xác nhận ly hôn Quang Minh vào tháng 7 năm 2019 sau 20 năm chung sống, khiến khán giả tiếc nuối. Trước đó cả hai được biết đến là một cặp đẹp đôi, ăn ý trên sân khấu và hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Sau ly hôn, các con cũng đi học xa nhà, Hồng Đào sống cuộc sống của một người phụ nữ độc thân. Trong vlog lần này, nữ nghệ sĩ cũng hài hước kể câu chuyện được mai mối dù đã lớn tuổi. Tôi có cái số là các cụ rất mê tôi. Tôi có một bà bác ở miền Đông, có ông con trai 62 tuổi. Chưa có đời vợ nào, muốn làm ma cho tôi. Cuối cùng phát hiện là bà bác đó mê tôi, chứ con trai bà chưa mê, cho nên tôi vẫn cô đơn. Qua câu chuyện, Hồng Đào cũng nhận định rằng, người lớn lúc nào cũng lo cho mình, dù mình bao nhiêu tuổi, cũng như mình lo cho con mình. Bây giờ không chỉ nước mắt chảy xuôi đâu, mà nước mắt còn chảy ngược lại. Vì con mình làm cho mình vui, mình cũng cố làm cha làm mẹ vui. Ngày xưa người ta nói con cái là tài sản, nhưng bây giờ tôi thấy bố mẹ cũng là tài sản. Cũng mới đây trong ngày của mẹ, nghệ sĩ Quang Minh gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh Hồng Đào bên hai con gái và còn dành những lời ngọt ngào cho vợ cũ. Một người mẹ luôn sát cánh hai con, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ, chúc mừng ngày của mẹ. Không ít khán giả đã ngưỡng mộ sự văn minh của hai nghệ sĩ cùng tình cảm tốt đẹp mà họ dành cho nhau sau hậu ly hôn. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.